À, 1, 2, 3 nè. Wow, cái gì hấp dẫn gì ta? Ủa, Châu mới nước ngoài về hả Châu? Châu nào? Anh nói Châu, ai biết Châu? Hồi biết Châu mới đi nước ngoài về hả? Ờ, ủa? Em mới đi Châu Âu về anh ơi, Châu coi thoại. Châu Âu hả? Ủa, nói mua gì hả? Ủa, Châm ơi, đây là đoàn phim của người ta, em mang này vô em bán hả Châm? Em có bán cho chị, cái này là em đãi đoàn. Em mới đi châu Âu về, mà đi châu Âu về không có biết mua quà gì trơn á. Mua cho 40 người thì không có đủ tiền, cho nên quyết định hôm nay đãi đoàn đồ hủ. Cho mỗi người cục đá hay gì vậy? Đúng rồi. Đãi đoàn. Đây, wow. Đồ hủ này nha. Hết sức là hấp dẫn, hết sức là hấp dẫn. Hồ Lệ Ngọc. Wow. Gì? Em mới đi châu Âu về hả? Châu Âu, đi châu Âu nhưng mà không có quà châu Âu đâu, mình có quà đậu hũ, đậu quà Việt Nam thôi. Đây. Này là đậu hũ Trâm làm cho mọi người, Trâm rất là đảm đang luôn á mọi người. À, là đậu hũ của Trâm đó hả? Dạ, đúng mọi rồi. Mọi người đây. Ơi, đậu hũ của Trâm nha. Đây là gừng nè, gừng và nước đường nè, đó, mọi người thấy hấp dẫn không? Đó, buôn bán cái gì lên đoàn phim đi quay được kiếm tiền đủ rồi còn buôn bán cái gì nữa chị? Em đâu có kinh doanh dữ vậy đâu. À, em đem bây giờ người đầu tiên em mời đó là anh Thuận. Anh Thuận không ăn đậu hũ đâu, đường ngọt, mặt không có ăn. Mọi người thấy không? Quá hấp dẫn luôn, mình trộn đều nó lên chết cha rồi, trộn rồi lửa không ăn sao ta? Anh Thuận ơi, gửi ăn rồi. Đang cơm rồi. Mời ăn rồi. Đang cơm rồi. Ủa, không ăn luôn hả? Quá nữa. Em mời anh à. Đó, có cái áo đỏ anh đã hỏi vậy. Xong anh ăn, cảm ơn em. Em buồn quá trời, quay phim gì đâu mà chán quá. Bị dấp lại. Trời ơi. Remotion lại. Chán quá à, mua lên đãi đoàn rồi mà đoàn còn đối xử tệ mạt nữa. Không ai thèm ăn hết, chê đậu hũ. Không lẽ giờ đãi cái món gì ở châu Âu đem về không ăn hay sao vậy trời. Có một anh chàng áo đỏ đứng đợi em nãy giờ không mời kìa. Đạo diễn đang đứng thèm thù. Đó, cái anh áo đỏ đứng nhìn kìa. Đạo diễn đó mọi người à. Trời ơi, nhìn luôn nè. Bây giờ anh ăn đồ hủ hay anh ăn nước đường? Hả? Một trong hai thôi, một là anh ăn nước đường, hai là anh ăn đồ hủ, anh chọn cái nào? Ăn em. Anh? Em kêu ăn nghe em kìa. Ăn nghe em á hả? Ăn nổi không? Đó. Ăn nè. Ăn nè. Mọi người ơi, mua chuột rồi. Đạo diễn ăn đi, đạo diễn ăn miếng này ăn. Ăn đi, ăn. Ăn xong rồi đó, chúng được cúng á. Em ngủ đó, ăn đi mà. Wow. Ăn một miếng đi thiệt luôn á. Ăn một miếng thôi em năn nỉ luôn á. Rồi xong. Hồi sáng đi trễ bây giờ hết, không có chửi được nữa. Giờ sớm lắm rồi đó. Đạo diễn ăn rồi. Thật ra là hồi sáng nay tôi đi trễ là do kẹt xe quá nhiều, cho nên là tôi tới trễ một tí. Đoàn hơi đợi chút chút thôi, cho nên là một tiếng mà nó trễ một tiếng. Đã nói rồi từ mai. Dạ, rồi rồi, tôi chưa rồi. 5 giờ đi. Bây giờ lên đây bắt đầu ngủ tới 8 giờ. Ok. Thiệt luôn. Wow. Ở giờ đi hấp dẫn quá nè. Đây, để Châm lấy cho mọi người xem nha. À, này là gừng nè, đó. Nấu rất là chi tiết, rất là ngon luôn. Mọi người thấy không? Châm á, Châm đậm đen dữ lắm. Này là tự nấu đó. 10.000 ly nha. Mua ở ngoài kia kìa, người ta giao tới tận nơi luôn á. Rồi. Ai đây ạ? À? Anh Thuận. Ngon quá. Cảm ơn em. Ăn miếng đi mà. Ông dễ sợ không? Ông ăn ly của mình mà ông không chịu lên hình. Ông ngại, anh ngại, anh ngại. Anh hiếp đoàn phim, anh hiếp nữ diễn viên của đoàn nhiều nhất. Anh Thuận, anh ăn thử miếng đi coi thử có ngon không? Trời ơi, ăn cơm xong rồi qua ăn đồ hủ nha. Trâm coi thử Trâm có đảm đang không? Ăn thử miếng em làm ngon. Anh cho ý kiến đi, vì anh Trâm sẽ. Thật ra cái này là lúc nãy là ngồi trong đó nghe một cái Châm tặc mua chứ không phải là một cái Châm làm. Rồi, lọ tẩy luôn. Anh vừa xài nắng vừa xài mưa được mà. Thật ra thì em đã tự giác em nói với rồi anh à. Cái dù của em cũng xài nắng vậy. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em, anh hiểu không? Cho anh dù đi, anh đã sẵn. Ai ăn đậu hũ nữa không? Cả đoàn đồng thanh thông một cái chắc mình em ăn hết 40 hũ chắc vui lắm. Anh. Nè anh. Rồi, đã có người ăn rồi. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, ăn rồi tôi còn phải cảm ơn nữa đó. Anh mới vừa nói gì vậy? Vinh, ăn đồ hũ này Vinh. Vô nhận phần nè cưng. Ồ, đây nè. Có đồ hũ luôn mọi người ơi. Đó có đúng không? Đây anh chàng Thẩm Quang Vinh. Cảm ơn hũ Châm nha. Em che nắng. YouTuber hả? Hôm nay có Châm đi trễ mà. Có
gõ vô đàn phim. Đó trời, bây giờ nè bao nhiêu người tới nhận luôn nè. Đậu hũ của Trâm mọi người ơi. À vậy là bắt đầu có người đông người rồi đó. 10.000 hũ nha. Tiền ở đây, tiền. Ai xách đồ cho em không? Anh xách. Anh xách cho em, xách đồ vô cho em 20. Ủa chị. Ôi sao chị tự nhiên chị hồn nhiên quá vậy? Ghe có ba bán thì cô ra chị ăn. 20 chị. Bán người ta 20k một phần. Bán hả? Bán trả lại à? Ở gần ở dưới nè. Trăm đại đoàn. Trăm đại đoàn. Nước đường trộn lên nha. Từ cho chị nổi để nó ăn lẹ đi để nó mát nó mới ngon. Cảm giác sao Bi, ngon không? Quang ngon, chưa ăn chưa. Không, hình như em bị thiếu bỏ đá vào Bi. Có đá nữa hả? Đúng rồi. Đá trong cái bọc luôn rồi anh. Bỏ vài cục đá lên. Thì mình phải để lạnh ăn được rồi, không cần đá. Nhưng mà cũng có đá thì đá trong đây. Từ từ, em múc lại từ dưới lên coi. Trời, đông quá rồi, cái món này của em đông quá rồi. Rồi em phải đưa lên miệng liền, chị mới banh kịp. Ủa, biết Trâm là kênh YouTube gì ta, để em viết vô đăng ký. Quá ngon mọi người. Dinh, cảm giác như thế nào Dinh? Thử một muỗng nè, từ dưới lên nha. Múc ra. Chưa được. Trời ơi. Rồi. Chút, đang cho em ăn cái chút. Ngon quá mọi người ơi. Trời ơi, ai cũng khen ngon hết Trâm ơi. Em làm mà không ngon sao được. Sao nè. Sao anh Bình, đậu hũ của Trâm sao anh Bình? Trâm lấy cho bà ngoại phòng hợp đi. Tại sao anh gọi chị Ánh là bà ngoại? Ăn đồ như bà ngoại luôn, nãy cũng bài ăn cơm không mà trời. Trời ơi, anh quá đáng thiệt luôn á. Hả, lại hả, kêu em ơi, em à là ha. Chị ơi, ăn đá không chị? Ăn đá không, lấy đá nè. Đây đây, chị tự bóc đi. Rồi, bây giờ ai còn ai nữa? Mọi người ăn sao? Cái gì? Chừng nào mà đoàn này dư anh mới được ăn hai hũ nha. Thiệt luôn. Ai đây, em từ hôm từ nay Trâm nó trễ có tiếng à, mọi người hũ mai mốt hai trễ hai tiếng mọi người hai hũ. Hôm nay mọi người ăn hết đầu hũ này rồi không có ai mở miệng ra chửi được trơn á. Ăn rồi, lỡ ăn rồi chửi sao được nữa. Hồi sáng nó sớm quá vậy, em chỉ trễ hơn xíu nữa. Vậy là sớm quá rồi đó. Mai mốt cứ đây là ông trợ lý nè, gọi điện hối nè. Mai mốt khoảng nếu mà hẹn 8 giờ 10 giờ lên. Đâu, rồi, nó cũng thông đồng với em á, hồi sáng á hẹn em 8 giờ mà chị thấy 8:37 rồi em chưa tới, chị hỏi nó mới hố em đó. Rồi. Đó là em đang ở Mai Chí Thọ rồi. Đúng rồi. Rồi mai mốt bán xe đi. Là nó có một sự thông đồng nhẹ với em trong này nè. Thiệt luôn. Em thấy ông gọi điện cho nên là em cứ tưởng là chắc là chưa quay tới đâu cho nên cứ tần tàn, mà thật ra là do kẹt xe quá. Cho nên mình tần tàn luôn. Ai đây đang bỏ nước đường cho anh. Ủa người đàn ông của tôi đâu ta? Cho hũ nó đi. Cẩm Hà đâu rồi? Ngon không mọi người? Chắc anh yêu ơi, ăn đồ hũ anh yêu ơi. Chưa đủ rồi mà ăn hả chưa? Chị mới quay là ngày nào ra chưa ăn nữa. Còn ai chưa ăn nữa chị? Ông đó chơi với em hai hũ rồi kìa. Cầm ơi, thằng kia nó kêu em là cứ vậy phát huy, tức là ngày nào cũng đi dễ hả? Nè chị, cầm mở nắp bây giờ em để em đi. Ủa bữa nay không có tên thánh thiện hả ta? Tưởng đuổi gì kìa, bị đuổi gì. Con nhỏ con lớn rồi nè. Nè chạy cái muỗng dưới đây nè chị. Đất cháu ơi, rồi. Hôm nay bà ăn một hũ. Bỏ ngọt thì bỏ đá. Đầu hũ siêu to siêu khổng lồ à chị. Siêu to. Chớ rồi kiểu này ngày nào cũng đem một xe đầu hũ lên đây bán quá. Em thấy cái ý tưởng này được nè. Những lúc mình rảnh rỗi thì mình sẽ đóng mình bán thêm đầu hũ. đại thì ai cũng mua cũng ăn được chứ. Ê, nó lấy hũ thứ ba kìa Trâm ơi, nó lấy hũ nữa kìa. Ai vậy? Không, thằng Bi thiết kế. Không, cái thằng lão tướng nó đi nè, nó lấy hũ thứ ba luôn rồi kìa. Động lên, nó muốn ăn đá thì bỏ đá em vô cho nó lạnh. Mọi người, em qua đây. Chị bưng qua cho. Không ăn hả? Trời ơi. Tại vì bán đồ hũ mà bán cơm é cho nên là bán cơm lên kim đồ hũ. Rồi ta mấy mẹ em đâu rồi. Bán cơm với bán đồ hũ có lộn nhau không? Mình bưng vô cho cô chủ nhà một chén đi ha. Không biết cô chủ nhà. Anh ơi, ăn đồ hũ. À trời, em còn thiếu một nhân vật của đoàn nữa kìa, một nhân vật siêu to khổng lồ. Trâm, em còn thiếu một nhân vật siêu to khổng lồ của đoàn phim nữa. Ăn gì nha mọi người. Anh ơi, em nghĩ là bo không nên ăn tại vì cứ nước mình mình bị mất. Vậy luôn hả mọi người? Cái này béo lắm ơi. Bo ăn là bo sẽ bị lên
ký á. Thiệt không? Thiệt. Thôi kệ, nó chấp nhận lên ký luôn để ăn tàu của Trâm. Ghê không? Ủa, hồi nãy em nhớ bà kia với Vân vô hai chén rồi mà. À, ăn ghê. Ủa bé Trâm, không có nước cốt dừa hả? Rồi. Lừa đảo bởi vậy đó. Mọi người thấy không? Cứ kiểu mà ăn nhiều như vậy bây giờ có cái bụng từ ừ đó kìa. Ốm nhất đoạn. Ngon anh. Mình lắm luôn á. Mình y chang như là như em vậy đó. Ủa chị ơi, thiệt luôn á. Em chưa thấy ai như chị biết là đồ hũ em mua mà chị đứng đây chị khen em đúng yếu đúng rồi. Không chấp nhận được. Chị mua hả? Mua. Ủa không biết em mua hả? Chăm làm thiệt. Trời ơi. À, cuộc đời nhà em có bán chân gà xả tắc nha quý vị. Ai ăn thì báo em nha. Chân gà xả tắc tụi em làm bao ngon. Ủa là cũng biên ngon nha mọi người ơi. Em đi xong phim này là em ở nhà em bán gà luôn chứ em không có đi phim nữa. Không ai dám mời em. Anh ăn chưa? Ăn đi anh, trời đang nghỉ luôn á. Ăn đi rồi. Ngại mất cỡ đó. Mất cỡ kìa. Em ăn chưa? Thôi đó đang tự kỷ đó. Không ăn nha. Thấy không? Ăn đi. Đây em chưa ăn nè. Em cũng chưa ăn nè chị. Em chưa ăn thủ thứ hai phải không? Bo ăn thiệt chưa? Nó giỡn nó thiệt đi. Thôi mình đừng có quay tôi nữa. Ăn rồi. À còn má Mỹ Duyên nữa, bo bo đem ra cho má giùm em với. Không biết được. Xong rồi đó bo, đem cho má đi bo. Còn mang cho cô chủ nhà luôn. Chủ nhà cô đem vô rồi. Bây giờ còn má Mỹ Duyên nữa. À có gừng. Có đi ha. Gừng rất ngon nha mọi người. Mình cho một tí đá vô đi ha. Ê, vậy ăn cái này nhiều khi có gừng nó sẽ giải cảm nữa đúng không? Hay là rồi cái gì đó. Ờ. Đây, có vẻ rất nha là ngon. Đây, mọi người coi nè. Quá hấp dẫn luôn ha. À. Tôi không hề ăn nha mọi người. Tôi không hề ăn nha mọi người. Ê, tôi đem vô giùm. Thôi, đem vô tới tận tay má nha. Đem vô giùm tới nha mọi người ơi. Còn ai ăn nữa? Còn anh yêu, ngon anh yêu, cảm giác sao? Anh ước gì ngày nào em chăm sóc anh mà mình hổ này. Trâm ơi, ngày nào em cũng chăm sóc anh yêu anh dạ, vậy được không? Ngày nào cũng cho em quay đi rồi ngày nào em cũng đi trễ đi. À, là được à. Trời thương đem. Quay được rồi chị, được đi trễ. Chăm sóc mình anh yêu của chị vậy thôi được rồi. Sao Liên, ngon không Liên? Ngon luôn chị. Điện thoại. Lúc cho chị một miếng nè, chị ăn thử một miếng đi. Thôi chị ơi, chị quay phim nãy giờ chị để dành để tí nữa phải không? Tại chị thấy còn đây hai chồng nè. Đó. Là tí là ế là ăn đó. Chưa ăn. Đạo diễn đang căng kìa, đạo diễn đang căng kìa. Sao em mời có hộp kìa? Đạo diễn đang căng kìa. Đó. Đang căng kìa là tại sao mời có hộp á? Đạo diễn ăn chi cho nhiều. Ăn rồi một hồi nữa là không có chửi được, chị hiểu không? Lỡ ăn của diễn viên rồi sao chửi được? Còn ai chưa ăn? Anh ơi, anh ăn chưa anh? Dạ rồi. Này. Ăn chưa? Mấy em cho xong. Rồi. Mặt tỉnh bơ à. Nè. Vậy là hồi nãy giờ đã hết 30 phần rồi mọi người ạ. À. Vẫn còn. Tí nữa em có thể nào cho chị miếng thịt bá này không? Dạ được chị cứ lấy thoải mái nha. Chi vậy chị? Để dành cái lát nữa có đồ hũ nữa thì ăn. Trời ơi, đồ hũ đâu nữa. Đàn này ăn dữ quá. Còn ai chưa ăn đồ hũ không ạ? Đồ hũ ơi. Đồ hũ ơi quý vị ơi. Là quá là nhân phòng đó. Văn Hồng tới mời văn phòng ăn luôn chứ giờ sao? Không, mình đi lấy cái hũ của mình. Anh ăn đậm đặc hay ăn dừa anh ơi? Quay cho nhau người ơi. Ê, ê, tới giờ quay rồi kìa, cho chị hũ đi. Vô quay cho hũ đi, đi về sớm rồi mọi người ơi. Quay chứ đâu phải em quay đâu mà lo. Đoàn quay thôi chứ em đâu có quay đâu. Còn nếu em đem đồ hũ vô mời đạo diễn nữa, cái đạo diễn nói chăm. Em ngồi em nghỉ ngơi tiếp đi rồi chừng nào muốn quay thì anh quay cho. Đó, kiểu vậy. Ăn rồi không có chửi được nữa. Ăn đồ hũ không em? Trời ơi, cơm nó đang tức em nãy giờ lắm á. Nhờ. Còn ai chưa ăn đồ hũ không? Ai nữa? Ai nữa? Vợ chồng anh Dũng ăn chưa? Cơm bán cũng được cái tức nãy giờ. Đây, bây giờ làm cho quay phim nha. Nãy giờ chị quay phim là đó. À, chị nhiều gừng nha, ít cái nước đường đó thôi. Còn có một miếng gừng à. Quay như mấy giờ? Rồi. À, hình như 43, 44. Chị ít nước đường thôi. Nhưng mà lấy nhiều gừng phải không? Ừ. Hai đứa chị chưa ăn nè. Hủ hóa trang của chị chưa ăn nè. Cái gì? Chị coi lại đi, cái miệng chị còn dính đường kia kìa. Mà chị nói là chị chưa ăn, cái miệng chị còn dính đường kia kìa. Dễ sợ thiệt. Thật tròn bo đó. Nên cũng bây giờ. Đây, quay phim quay cho nên là được nhiều gừng nha. Đó, mình cho một miếng đá vô nữa nha, quay phim nha.
Thank you. Chị còn bỏ đá không? Bỏ đá chị. Hình như là con rất là thôi, chưa ăn á. Rồi em ăn luôn đó. Đi chăm. À, bây giờ em thưởng thức một ly nha. Ừ. Hèn quá, nãy giờ bỏ cho mọi người không tới mình nè. Đây, em cũng sẽ được ăn nhiều gừng. Tập trung vui vậy. Ủa, anh ăn đậu hũ chưa? Chưa. Nè, rau hồi nãy giờ luôn á. Thiệt luôn á. Chưa ăn mà thấy ngon rồi kìa. Còn ai chưa ăn nữa để em làm ai luôn. Ai có nhu cầu ăn đậu hũ nè, chạy gấp qua bên Chăm nè. Chăm đang ế nè. Còn một chồng. Chị anh hỏi bán ngay mua. Này bán hay cho vậy đó. Hả? Ăn rồi. 10 ngàn hộp anh ơi. 40 rồi chứ là chút. Nè ai có nhu cầu qua gặp Chăm liền. Còn hai chồng. Giờ miễn phí hết rồi phải không? Nè Chăm thưởng thức miếng nha. Giống quảng cáo chưa? Cái này á là đậu hũ á, khi mà cái độ lạnh của nó pha trộn với lại cái độ ngọt của nước đường hòa quyện với một chiếc béo béo quá. Đậu hũ thì nó hơi béo béo ngậy ngậy ha. Trời ơi, bỏ vô miệng một cái nó ngấy. Mọi người biết ngấy là nó như thế nào không? Như vậy nè. Thơm quá. Trời thiệt quá. Rồi thôi ráng ăn hũ đậu hũ đó rồi nghỉ ngơi lát quay tiếp hen. Dạ. À, đoàn phim tha lỗi cho lần này nha, không có hứa là không có đi trễ nữa nha, đi trễ có một xíu rồi mà mất 400.000 thiệt luôn. Mưa rồi chị ơi.